Sau khi Phật đã Niết Bàn rồi thì những công đức phước thiện mà Đức Phật đã tu tập và thành tựu từ 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất sẽ do ai thụ hưởng? Hay là những phước báo ấy sẽ tan biến và hư vô? Bởi vì như con được dạy thì sau khi Phật Niết Bàn vô dư, tất cả những tội phước từ vô thủy đến lúc đó đều không còn khả năng tác động đến Đức Thế Tôn được nữa. Nay con xin sư hoàng nghị giải đáp cho con vấn đề này. Sư muốn trả lời trước không? Con này chưa trả lời là biến. Thưa quý vị đó, cái xe mình nó thẳng, cái xe thì nó xin ví dụ cái xe đi, mình cần đổ xăng, cần xăng cần dầu để nó chạy được tới nơi. Rồi khi mình tới nơi rồi á, quý vị có tiếc cái xăng dầu đó nữa không? À, giờ mình tiếc làm gì giờ? À, Tí cũng làm gì cũng cũng Phật đâu có làm gì đâu. của mình đâu. À, không, tại vì tới nơi rồi. Hoặc là quý vị đi mua cái vé máy bay, quý vị đi lên máy bay thì nó bay tới nơi rồi. Rồi bây giờ khi mà nó máy bay xuống cất cánh, quý vị có biết một chuyện, khi máy bay mà gần hạ cánh có khi nó phải xả cả tấn xăng dầu riêng của máy bay á, tốn rất là nhiều tiền, nhưng nó vẫn phải xả bỏ. Rồi quý vị có tiếc không? Tiếc, nhưng mà cái nó đã là như vậy rồi là mình có tiếc thì làm gì nhau, mình cũng phải bỏ thôi. Hoặc là như cái bè, à, mình cần phải qua sông thì qua sông rồi thì mình phải bỏ cái bè lại chứ, không lẽ bây giờ mình vác cái bè theo à? Cũng vậy đó, các cái công đức nhằm mục đích là để chứng ngộ Niết Bàn thì sau khi chứng ngộ Niết Bàn là nó đã hoàn thành mục đích của nó rồi thì phải bỏ thôi. Đấy, như cơm ăn no rồi thì cái phần cơm thừa đó là mình phải bỏ. Giống Đó, đơn giản như là ví dụ bệnh gì uống thuốc á, ví dụ hết bệnh rồi cái thuốc dư á, nó trời ơi phải chứ tôi còn bệnh nữa để tôi uống cái thuốc này. Qua cái câu này đấy. Cho nên là cái đó không có cần thiết ha, do mình là phàm thì nên mình thấy tiếc thôi.